Bác này trên 70 rồi, người đã cống hiến trọn đời vì dân. Bác là người đủ đức đủ tâm, song toàn trí dũng, thừa tầm nhìn xa. Minh quân của nước non nhà, anh minh tuân kiệt bầu ra khóa này. Chúc mừng bác Trọng hôm nay, Đảng đem vận nước trao tay cho người, là một vinh dự tuyệt vời của dân, của Đảng, của thời đại này. Người vĩ đại nhất của thời này, thế thiên tiếp tục để thấy đạo trời. Vận nước thật rất đúng thời, Đảng làm theo đúng ý trời lòng dân. Sẽ giành thắng lợi toàn phần trong cuộc chiến diệt nội xâm nước nhà. Thành công thắng lợi vừa qua, nhờ công ơn bác đứng ra chỉ đường, tạo thành sức mạnh phi thường, làm cho trong sạch quan trường mai sau. 10 năm một cuộc bề sâu, cả toàn dân tộc thấy đau đớn lòng. Chúng làm bao chuyện bất công, ăn hết, ăn không từ gì. Thập niên trước đã qua đi, không mang lại lợi ích gì cho dân. Khắp nơi là giặc nội xâm, chúng đã âm hết lương tâm làm người, gây ra những chuyện động trời là kỳ tích của một thời đã qua. Vì ai mà lại sinh ra loạn thần tặc tử, đẻ ra quá trời. Nếu lò bác Trầm ra đời, chắc chắn thể chế đến thời tàn suy. Lòng dân tin Đảng mất đi, bác là người đã cứu nguy nước nhà. Khóa 12 đã đi qua, đất nước ta đã đổi thay quá nhiều. Thành công thắng lợi đa chiều là do đường lối tuyệt chiếu Đảng mình. Tất cả đều đã chứng minh và làm cho cả hành tinh ngỡ ngàng. Đại dịch Covid rõ ràng lừng danh chiến thắng âm vang toàn cầu. Việt Nam ta đã đứng đầu, đưa ma Covid về chầu Diêm Vương. Một thắng lợi thật phi thường, Covid này sẽ hết đường thoát thân. Đều là do sự quyết tâm, khóa 12 đã làm dân nức lòng. Việt Nam ta đã thành công của nền kinh tế quốc dân nước nhà. Hồi sinh trở lại công là nhờ tài năng lãnh đạo Đảng ta quá tài. Hành tinh có 102, đệ nhất thế giới chẳng ai bằng mình. Một sự lãnh đạo tài tình, đổi thay đất nước muôn hình khác xưa. Biển Đông Trung Quốc chẳng vừa, nhưng chúng cũng phải thua về ngoại giao. Thật là kiêu hãnh tự hào về cuộc nội chiến lật nhào nội xâm. Thỏa lòng mong ước muôn dân, mấy ngàn bị bắt trong thời gian qua. Chủ trương đường lối Đảng ta phải diệt kỳ hết quan tà thời nay. Dọn cho sạch đống rác này, người dân mong đợi bao ngày bao năm. 2005 đến 15, 10 năm gieo hạt ươm mầm quan tham. 10 năm khắp nước Việt Nam, đâu đâu cũng có tà quan nảy mầm. Suy đồi thoái hóa lương tâm, trở thành bọn giặc nội xâm nước nhà. Tham lam vô độ cũng là những kẻ cặn bã quan tà thời nay. Quyền hành tháo túng trong tay, có quan nhất phẩm nói hay quá trời. Phát ngôn kỳ lạ những lời, bỏ qua cho bọn suy đồi làm sai. Sẽ không kỷ luật một ai, câu nói có 102 trên đời. Cả toàn dân tộc nực cười của quan nhất phẩm đương thời vừa qua. Bao che cho bọn quan tà mưu hèn kế bẩn thật là thâm sâu. Trong ngôn xưa để lại câu, thượng bất chính thì hạ đâu sợ gì. Hạ tắc loạn cũng bởi vì trên không mẫu mực nói gì được ai. Nhưng lời đồng đoán không sai, cả toàn dân tộc biết ai bảo trì.
nước nghèo dân khổ cũng vì các ngài cướp hết, còn gì nữa đâu. Đều là do kẻ cầm đầu đã che chở bọn mọt xấu chúng mày. Che trời chúng đã chung tay, quốc hội lại cũng không hay biết gì. Lòng tin mất hết cũng vì các ngài sống chẳng khác gì đế vương. Từ trung ương đến địa phương, nơi nào cũng có bất lương hoành hành, nổi lên khắp cả các ngành, chỗ nào cũng có lộng hành quan tham. Các đại án lớn Việt Nam lần lượt đã được mang cho vào lò. Bác Son, Minh Tuấn hẹn hò, cùng nhau ta sẽ nhập khó một ngày. Vì lợi ích nhóm cả bầy, AVG các quan thầy được chi. Chuyến tàu vét cuối ra đi, các ngài đã kiếm được gì trong đây? Thật là số chẳng gặp may, gần 7.000 tỷ lại quay lưng về. Làm ăn thật quá nhiêu khê, chuyến tàu vét đã chờ về tay không. Bỏ ra biết mấy là công, cuối cùng sôi hồng bỏng không thế này. Bác Son nhận án lưu đày, chung thân với tháng ngày dài trong lao. Còn Trương Minh Tuấn thì sao, 14 năm đã được trao tại tòa. Thật là hạnh phúc quá mà, ngồi trúng tàu vét đi về nhà giam. Tập đoàn dầu khí Việt Nam Thanh và Thắng đã làm toang còn gì. Bao nhiêu ngàn tỷ ra đi, chắc chính phủ biết nó đi đường nào. Nó đi kỳ lạ làm sao, chắc nó đã được hầu báo đón vào. Nguyên nhân chẳng biết vì sao, nó trốn được tới hầu báo các ngài. Hàng trăm ngàn vạn thần tài bị bọn thoái hóa các ngài bắt đi. Vinasin quả lạ kỳ, 8-6 ngàn tỷ đi về nơi đâu. Cả dân tộc quá xót đau, 8-6 ngàn tỷ phải đấu lá rừng. Một chính phủ quá lạ lùng, xem tiền như lá cây rừng mùa thu. 10 năm trời đất âm u, bao nhiêu dự án thu mình đắp chăn. Quan tà chỉ biết lo ăn, công trình dự án đắp chăn kệ mày. Cá đang trong lúc khỏe vây, cua thì tận dụng cả vây lẫn cảng. Đánh hơi những mảnh đất vàng, văn minh hiếu chiến vội vàng đóng bao. Hai chủ tịch tình ngày nào, cơm bưng nước rớt kẻ chào người thưa. Bồ bịch sớm đón chiều đưa, tháng vài chục chuyến chẳng chừa bữa nào. 20 ngàn tỷ bay vèo, ra tòa chối tội lật kèo mới hay. Kết cục chỉ phải lưu đầy, 10 mấy cục lịch lạ thay quan tòa. Nhân văn này đúng quả là ướm mầm tội phạm nước nhà ngày mai. Vũ nhôm địch thủ cao tay, 3 mấy công sản về tay dễ dàng. Săn lùng các mảnh đất vàng, cùng mấy ông tướng của ngành công an. Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân, hai tên này lập sân sau thế nào? Vũ nhôm đã được trung giao một chức đại tá trao vào tất tay. Vũ nhôm mưu lược rất hay, kéo thêm cả một đường dây ngân hàng. Vũ nhôm tật quá dễ dàng, biết bao nhiêu mảnh đất vàng về tay. Cuối cùng nhận án lưu đày, 30 năm biết đến ngày nào ra. Án hình sao lạ vậy ta, chủ mưu mấy tướng bày ra chuyện này. Án hình thật lạ lùng thay, hai ông tướng chỉ lưu đày 3 năm. Chắc thần tài đến hỏi thăm, cho nên bộ luật đã ấm mất rồi. Bộ luật tố tụng ra đời chỉ dành áp dụng cho người dân đen, dành cho những kẻ nghèo hèn của bọn thẩm phán nhỏ nhen thời này. Nhiều vụ án đã phơi bày, quan tòa xét xử thấy không rõ ràng. Phiên tòa xử Vũ Huy Hoàng là một minh chứng rõ ràng ngày nay. Hoãn hai phiên xử mới đây, phát sinh chuyện lạ thật hay quá trời. Ngày 7 đã hoãn xử rồi, 18 hoãn tiếp lại rời về không. Quan tòa chỉ có mấy ông đã biến luật pháp thành không ra gì. Tại sao tòa lại du di,
chắc đã có khuất tất gì trong đây. Truyền thật như bìa quá hay, đến công đường chẳng còng tay tội đồ. Một sự yêu ái bất ngờ cho huy hoàng kẻ tội đồ này sao? Thẩm cung bây giờ thế nào? Chắc là đã có hầu báo lót rồi. Thật là một chuyện nực cười cho ngành tư pháp đương thời ngày nay. Uy nghiêm còn có không đây, hay đã mất trắng trong tay các ngài? Mấy thằng khốn nạn thần tài làm lập trường của các ngài biến thiên. Thần tài nó thật có duyên với các quan chức lộng quyền thời nay. Gặp nhau là bén duyên ngay, không cần chờ đợi một giây phút nào. Nhân duyên mới đẹp làm sao, có ai không muốn được vào làm quan? Ai không muốn được giàu sang? Quá nhiều quan chức sẵn sàng kết duyên. Thần tài là Phật là tiên, làm cho quan chức biến thiên hết rồi. Các quan chức đã đến thời thì nhau xây dựng lâu đài nguy nga. Hàng ngàn biệt thự mọc ra, chúng đều rút ruột dân ta ra làm. Lòng người thật quá tham lam, hỏi rằng đất nước Việt Nam còn gì. Ăn chẳng từ một thứ chi, lòng tham ta thấy có gì lạ đâu. Hàng trăm tỷ một nhà lầu, tham lam vô độ nhà cầu cũng ăn. Thời gian trong suốt 10 năm để lại kỳ tích tả quán thời này. Giang sơn tổ quốc ngày nay, quan tả này đã đổi thay quá trời. Chúng đã thực sự lên đời, cùng che hết cả bầu trời muôn nơi. Tả quan ngồi chỗ mà rơi, giang sơn đất nước hỡi ơi còn gì. Đại hòa này cũng bởi vì là nhà dột nóc, có gì kỳ đâu. Suốt 10 năm dột quá lâu, cột kèo mục nát, mọt xấu quá trời. Thời hoàng kim đã hết rồi, lò thiếu khép lại một thời đã qua. Lò thiếu đốt bòn gian tả, đã làm cho chúng tán tành tả tơi. Tả quan trên khắp muôn nơi, 2000 tên đã rơi vào thiên lao. 30 tướng chức quyền cao, lần lượt lĩnh án bước vào nhà lao. Hết thời chức trọng quyền cao, hết thời chúng đóng hầu báo quá đầy. Bọn nổi xâm giặc chúng mày, từ nay khép lại tháng ngày thăng hoa. Trời sinh ra kiếp người ta, dương trần cũng chỉ trải qua một lần. Ngẫm xem được mấy mươi xuân, cuộc đời ngắn ngủi dành phần làm chi? Tham lam lắm đề làm gì? Ô danh tùy hồ cũng vì lòng tham. Nơi đây quan trò trần gian chỉ là đồn trú dừng chân qua ngày. Luật nhân quả đã an bài, chỉ khi nhìn thấy quan tài lệ rơi. Tả quan trên khắp muôn nơi, làm sao thoát khỏi lưới trời bủa vây. Nhờ ơn bác chồng ra tay, mới chặt đứng được bộ vây ca này. Cảng cua cũng gây từ đây, lò thiếu khép lại đường dây chúng mày. Lò thiếu đã chặn lại ngay, không thì sụp đổ trong tay các ngài. Hơn 3600 ngày, giang sơn đất nước tràn đầy âm u. Lừa lò đốt phá sương mù, nước nhà nay bác đại tu lại rồi. Chỉnh tráng lại các ghế ngồi, dặn dò quan chức lên ngôi khoa này. Không vùng cấm thật là hay, không có ngoại lệ đổi thay đạo trời. Đó là lời hịch để đời, bác đã dành tặng cho thời đại này. Bác là vì thánh thời này, song toàn trí dũng bậc thầy anh minh. Trời cao có đức hiếu sinh, đã tặng cho bác vẹn tình nước non. Cho dù biển cả non mòn, ngàn năm tên bác vẫn còn lưu danh. Lưu truyền mãi mãi sở xanh, tiếng thơ mãi mãi lừng danh muôn đời. Điều binh khiên tướng một thời, lòng tín đã lấy lại rồi bác ơi. Non sông ơn bác muôn đời, người vĩ đại nhất trong thời đại nay. Vĩ nhân đệ nhất thời này, thiên hạ có một
không hai trên đời. Danh thơm để lại muôn đời, cho dù vật đổi sao rời không quên. Kỳ tích Bác đã làm nên, không ai làm được trong thiên hạ này.